Hầu Hương Giang thừa nhận có người yêu mới. Ngoài những sản phẩm thì chuyện tình cảm cá nhân của các nghệ sĩ cũng được người hâm mộ quan tâm một cách đặc biệt. Là một trong những mỹ nhân tài sắc vẹn toàn trong làng giải trí Việt ở thời điểm hiện tại, nhưng Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang lại khá kín tiếng trong chuyện tình kể từ khi chia tay mối tình đầu với chàng trai Việt Kiều. Chính vì vậy mà sự tò mò của người hâm mộ dành cho cô càng tăng lên gấp bội. Sau thời gian tập trung cho công việc, mới đây Hương Giang bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái khi người ta yêu trên trang cá nhân khiến người hâm mộ bấn loạn và bán tín bán nghi Hương Giang đang có người yêu. Mới đây, dù chưa chính thức hợp tác cùng nhau trong sản phẩm âm nhạc mới, Philip và Hầu Hương Giang đã có ngay loạt khoảnh khắc đời thường vô cùng thân thiết và rất tình tứ, khiến khán giả nhanh chóng đẩy thuyền cho cặp đôi vì quá đẹp đôi. Trước đó không lâu, Hương Giang cũng từng dính tin đồn đang hẹn hò khi chia sẻ hình ảnh thân thiết với Cây Trần. Bởi trước đó cả hai từng được Trấn Thành ghép đôi vì những cử chỉ chú ý đặc biệt mà Cây Trần dành cho Hương Giang khi cùng tham gia game show. Hiện tại những thông tin này đang gây xôn xao dư luận vì không rõ thực hư như thế nào. Danh tính của chàng trai cũng khiến mọi người tò mò. Hương Giang khiến khá nhiều người tò mò về chuyện tình cảm cá nhân của mình. Hoa hậu Hương Giang lần đầu trải lòng về tình yêu và cầu mong điều này. Đã từ rất lâu rồi, Hương Giang quên mất cảm giác yêu và chưa bao giờ khao khát có được điều đó như lúc này. Tâm sinh lý rất đổi bản năng và dễ hiểu của một cô gái bình thường. Thế nhưng với Hương Giang, một nữ nghệ sĩ đang là tâm điểm của công chúng, thì việc khao khát một tình yêu đời thường cũng trở nên bị chú ý. Chia sẻ về việc vào vai nữ chính để kén người yêu, Hương Giang khá thẳng thắn. Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Câu nói như khẳng định chắc nịch rằng đây là mong muốn cô nàng đã ấp ủ từ lâu, chỉ là chưa đến thời điểm. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, đã đến lúc Hương Giang bắt tay tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Khi được nhắc nhớ về câu hỏi đã bao lâu rồi chứ yêu, Hương Giang lắng lòng. Cũng đã rất lâu rồi, thực sự thì bản thân vẫn đang thèm khát được hẹn hò và gặp gỡ một người đàn ông mới để xem thử cảm giác đó như thế nào. Trước khi có những ý nghĩ này, Hương Giang đã từng có thời gian dính nghi vấn hẹn hò Phạm Hồng Phước, một trong những nam ca sĩ sở hữu loạt bản hit về tình yêu buồn man mác và dây dứt. Mối quan hệ của bộ đôi này dấy lên từ khi họ tham gia Việt Nam Idol 2012. Khi đó Hương Giang và Hồng Phước thường xuyên bên nhau trong các hoạt động phía sau hậu trường. Thậm chí nam ca sĩ còn dành nhiều cử chỉ trên mức tình bạn cho Hương Giang. Người đẹp chuyển giới từng thừa nhận, tình cảm giữa tôi và Hồng Phước rất đẹp. Tôi nóng tính và đôi khi hay trẻ con, nhưng Phước chín chắn và rất giỏi nhường nhịn. Cả hai chưa có mâu thuẫn gì quá lớn xảy ra. Sau chuyện tình không thành với Phạm Hồng Phước, như tâm ý người hâm mộ, Hương Giang chính thức công khai chuyện tình với Chris Lai, hậu truyền hình thực tế. Mối tình của Hương Giang và Chris Lai được công chúng hết lòng ủng hộ. Cả hai từng có những khoảnh khắc thời gian hạnh phúc bên nhau. Thế nhưng sau 2 năm chung sống thì đường ai nấy đi. Một điểm chung khó ngờ giữa hai mối tình khá sâu đậm được công chúng biết đến này là hậu chia tay, Hương Giang và những người đàn ông trong cuộc đều trở thành bạn bè. Trải qua những mối tình sâu đậm như thế, có lẽ phần nào khiến Hương Giang bị thương tổn và đặt hoài nghi cho chính mình. Liệu thực sự có một tình yêu nào đó dành cho những người giống như mình hay không? Nhiều khi sự nghi ngờ này vô tình tạo ra một rào cản rất lớn cho người đẹp trên con đường tìm hạnh phúc riêng. Bởi nguy cơ lúc nào khi gặp người đàn ông cũng phải dè chừng, thậm chí phòng thủ thì còn đâu cho họ cơ hội. Hy vọng rằng với sự trưởng thành của mình trong suy nghĩ và những thương tổn của bản thân từng nếm trải, Hương Giang sẽ vững lòng vượt qua tất cả để tìm thấy bến đỗ cho cuộc đời mình. Hoa hậu Hương Giang tiết lộ mẫu bạn trai và tuyên bố gây sốc về việc sống chung với mẹ chồng. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, khi được phóng viên hỏi, sau khi thành hoa hậu, chắc Hương Giang cũng có rất nhiều người theo đuổi nên giờ vẫn đang lựa chọn phải không? Hương Giang cho biết, cũng có nhiều người si tình lắm. Họ tìm đến những chương trình có tôi tham gia để ủng hộ, nhắn tin và mời đi ăn tối. Tất nhiên trong tình cảm đó có cả sự hâm mộ, tò mò và cả sự ngạc nhiên nữa. Có người tỏ ra bất ngờ theo kiểu, cô này làm trong showbiz lâu rồi mà sao tôi không biết nhỉ, nên phải gặp cô này thôi. Trước giờ tôi vẫn thế, nhưng bây giờ họ chú ý hơn, muốn gặp tận mắt để xem mình như thế nào. Vậy người bạn trai mà Hương Giang muốn lựa chọn sẽ như thế nào? Thật sự bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ đến việc yêu là phải nghiêm túc, là phải đi đến một đám cưới hay sự ràng buộc nào đó. Hiện tại tôi vẫn đang tận hưởng cái cảm xúc riêng của bản thân, miễn là mình thấy vui, hạnh phúc và có động lực để làm việc là tốt rồi. Chính vì vậy tôi không đặt ra tiêu chuẩn gì để chọn người yêu cả. Tôi chỉ nhẹ nhàng duy trì cảm xúc của mình thôi. Còn tới thời điểm mà tôi công khai một ai đấy hay lấy chồng, thì tôi sẽ phải cân nhắc rất kỹ,
phải tìm một người nào đó thật sự phù hợp với bản thân mình, tại vì tôi không có ý định ly hôn đâu, thà không cưới còn hơn. Trong tình yêu tôi rất thẳng thắn, mọi thứ phải thỏa hiệp được rõ ràng rồi mới tính chuyện xa xôi. Như chuyện tình cảm với Chris Lai, cả hai đã thống nhất với nhau về việc không cần phải có con cái và thông báo với gia đình hai bên rõ ràng quan điểm rồi mới tiến hành gặp gỡ. Tôi cũng không bao giờ có suy nghĩ trói trước kiểu cứ lấy đã rồi về thỏa hiệp sau. Phải thỏa hiệp trước giống như một yêu sách, hợp đồng đi diễn vậy, và khả năng của mình chỉ đến thế thôi. Tôi nghĩ thời buổi này văn minh, chúng ta nên làm thế để không phải thất vọng và đau khổ vì nhau. Nhưng nếu như những quan điểm trong tình yêu của Hương Giang được bạn trai đồng ý, nhưng gia đình anh ấy lại phản đối thì sao? Nếu bố mẹ anh ấy không đồng ý thì chàng trai đó không dành cho tôi rồi. Đàn ông phải là người quyết định được mọi thứ, chứ tôi không thể nào quan tâm đến cả chuyện bố mẹ anh ấy được. Hơn nữa, một người đàn ông mà bị ảnh hưởng bởi cha mẹ thì không đủ bản lĩnh để yêu tôi. Yêu tôi phải rất bản lĩnh vì nhiều áp lực đến từ xã hội, từ bạn bè, từ gia đình. Áp lực của một người đến với tôi phải nói là quá lớn, và bản thân họ khi chọn tôi cũng phải biết rõ sẽ đối mặt với những điều gì. Hương Giang có đặt ra cột mốc là bao giờ sẽ lấy chồng hay không? Không, tôi thấy nhiều cô gái hay đặt ra cột mốc như thế, đến tuổi đó lại phải vội vàng tìm người để lấy. Và khi về sống chung mới phát hiện ra nhiều điểm không hợp. Thật ra hôn nhân và tình yêu phải thật tự nhiên, và đến thời điểm nào đó cả hai đều cảm thấy phù hợp và muốn chuyển về ở chung với nhau thì mới lâu bền được. Tôi từng sống thử nên tôi biết, rất kinh khủng, trăm ngàn chuyện xảy ra, cho nên mọi thứ không tự nhiên thì không thể nào ở cạnh nhau được lâu dài. Tìm tình yêu gấp gáp thì hôn nhân không hạnh phúc, nên tỷ lệ ly hôn ở người trẻ tuổi càng ngày càng cao, và kết quả là con cái bơ vơ. Nếu lập gia đình, Hương Giang có muốn sống cùng với bố mẹ chồng hay không? Chắc chắn là không, tại vì tôi nghĩ nên tôn trọng không gian riêng của nhau và chuyện sống chung cũng không giải quyết được vấn đề gì hết, thậm chí còn ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhau. Tôi ủng hộ cha mẹ mình hay cha mẹ chồng nên sống hưởng thụ như đi du lịch, đi chơi các thứ, chứ đừng quá đắm đuối lo cho các con nhiều nữa vì ai cũng lớn cả rồi. Ở nước ngoài, cha mẹ đến độ tuổi nhất định là không sống cùng con cái nữa. Và dù có ba cái nhà thì các con cũng đi ra ngoài thuê ở vì họ tôn trọng cuộc sống riêng của nhau. Hoa hậu Hương Giang chính thức lên tiếng sau khi từ chối lời cầu hôn của Mỹ Nam yêu thầm một năm. Vào tối ngày hôm qua, khán giả đã đứng ngồi không yên trước ánh mắt màn cầu hôn cực kỳ chân thành của Khánh Ngô dành cho Hương Giang tại tập đặc biệt ở chương trình Người ấy là ai. Theo đó, anh từng là bạn cũ của hoa hậu và đã có lần sang nhà nấu cho cô ăn. Ngày hôm nay anh đến với show truyền hình này vì muốn chinh phục trái tim của người đẹp. Tuy nhiên, một cái kết đau lòng chính là khoảnh khắc Hương Giang từ chối lời cầu hôn của anh ngay trên sân khấu. Dù giây phút này khiến nhiều người rơi nước mắt, nhưng cô chẳng thể làm cách nào khác. Sau khi chương trình phát sóng, hoa hậu chuyển giới đã chính thức gửi lời xin lỗi đến anh. Cụ thể, cô chia sẻ, 227.000 người xem trực tiếp có lẽ đều là những người mong Hương Giang được hạnh phúc. Chắc là mọi người thất vọng rồi, xin lỗi mọi người nhiều nhé. Xin lỗi Khánh Ngô, quá bất ngờ với Giang khi Khánh xuất hiện ở đây. Chúng ta đang là bạn và đã luôn là bạn. Điều Khánh nói ngày hôm nay thực sự là quá sức tưởng tượng của Giang. Sẽ rất khó cho Giang để tiếp nhận ngay chuyện đó. Và càng khó hơn nữa nếu như Giang nhận lời. Vì nếu bản thân Giang còn chưa kịp điều khiển cảm xúc của mình, Giang không thể cho Khánh cơ hội, vì như thế là gieo cho Khánh hy vọng. Một hy vọng mà Giang không chắc chắn có tốt cho Khánh hay không. Xin lỗi Khánh rất nhiều, nhưng Giang tin sau chương trình này, Khánh sẽ được bù đắp bởi tình yêu thương của mọi người thay cho Giang Khánh nhé. Khi Khánh Ngô xuất hiện có nghĩa là người độc thân thứ ba đã xuất hiện, đồng nghĩa Huy Trần là người đã có chủ. Không phải Giang không nhận ra, mà chỉ là không thể say yes với Khánh, nên Giang vẫn phải giữ lại sự lựa chọn của mình. Đến một ngày, Khánh sẽ hiểu. Huy Trần, Danh Ngọc và Chuck đều rất dễ thương, mọi người vẫn liên lạc với Giang qua Instagram. Cảm ơn các bạn đã đến vì Hương Giang. Thôi thì I'm going solo vẫn thế. Và thôi thì hãy tin, dù bạn là ai, đâu đó vẫn có người yêu thương và quan tâm bạn. Hãy tin là luôn có người vì chúng ta mà bứt phá. Cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Thu Phương, anh Bùi Đại Nghĩa, Miu Lê, BB Trần. Và đặc biệt là hai người anh đã rơi nước mắt vì lo lắng cho em, Trấn Thành, anh Đức. Tạm biệt Người ấy là ai mùa 1, Good Memories. Khánh Ngô thừa nhận với Trấn Thành rằng anh đã yêu thầm Hương Giang suốt một năm qua. Em vẫn đấu tranh cho suy nghĩ của em từng ngày. Hương Giang lên một tầm cao khác, nhưng em vẫn nuôi cảm xúc đó trong em. Em không quan trọng xác suất thành công bao nhiêu,
Em chỉ muốn cho Giang thấy em đến đây vì Giang. Tuy nhiên cả hai đã không có cái kết như ý muốn. Thành công trong công việc, nhiều khán giả lo lắng cũng như mong muốn Hương Giang sẽ có thêm một chuyện tình trọn vẹn. Tuy nhiên cô vẫn chưa tìm được người đàn ông cho mình và hy vọng sẽ sớm có thêm một màn cầu hôn đầy cảm xúc, một cái kết đẹp cho cô nàng trong thời gian tới.